cái chỗ đau luôn thầy, tại nó đau một cái chút thì nó Ừ. đau rớt con mắt luôn á, Không mà sao. đọc thì Bài nó đó em chậm mới có luôn bài 2, bài 3, bài 3 nó nặng hơn nữa. nhưng mà Nó tới 8 bài lận. nó Chưa có mấy bài chưa 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 cứu tới đầu xuống. tại con thấy nó không có chậm được tới Không có rồi, chưa là chưa giọng tới bài số 5 là quất cái đầu xuống 30 cái, là hất cái đầu xuống đất vậy nè, mà lúc đó mới thấy. Bây giờ tại mấy 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 giai đoạn đầu sợ, ngại là sợ em không có đủ sức khỏe nè. Nó chơi cái bài nó vô luôn là chúi đầu xuống đất luôn. Tại cái đầu cái bài đó nó hất cái đầu xuống vậy nè. Em chưa tới bài đó đâu vậy nè. Đó, đó là mấy chục cái vậy đó. Coi máu nó giọt bọc bọc nó thục lên. Còn nếu nhưng mà mà nó dồn lên cho nó đau con mắt lắm thầy à, nó nhức tức con mắt đó lắm thì cái những cái bài đó là cái bài số 5, còn bài em mấy bài số 2. nhưng mà tập Số mấy cái bài tập 2 bây giờ em phải một hai em còn nhớ không hay dạ quên? nhớ không, cái Nhớ đó không? nó Giờ nặng bài mà đây bài số 3. Bài số 3 nó nặng hơn bài kia. Bài số 3 nó lấy khí từ cái gân chân lên. Tới khi cái bài số 5 nó không hết đổi bài, thường thường phải đi cái bài nào không cậy đi, cái mới đầu nó vô nó có tác dụng đúng không? Bây giờ phải lên cấp cao lên có nên sao? Mà nó không hết đó thì mình trở bài như bình thường, nó đang đi vậy, nó đang đúng mà tới đó nó chưa FE, nó cần mà thằng mạnh hơn thì quýt cứ đưa đưa dần lên. Mình thứ chỉ thứ giọng sâu thôi không cảm giác này luôn, có còn phần đầu phần chân nó không tác dụng được. về sau nó không có giọng chân nữa là đứng nhón không rồi, xong rồi còn hai tay giọng nữa nè, chưa có giọng hai tay nhiều thứ lắm. Giờ số 3 nè, ngồi số 3 là tập như vậy nè, số 3 nó đứng nó nhón chân nó giống y bài số 1 nè. Giờ thầy múa trước lát hồi em tập sau ngó để biết cái cách tập nó giống y bài số 1, nhưng mà cái tay nó không có bung vòng là vậy, nó trong nó xô ra hết mà nó đứng đứng nhón chân không à, nó đứng vậy nè. Khi thì vô cái nè, đang khi bài số 2 xong rồi số 3 nó vậy nè. Em phải tập tới bài số 5. Bài đó, xuống vậy. Người ta nó đứng vậy. Đó, đứng vậy đâu phải giỡn đâu. Đứng vậy đó, đứng suốt luôn lúc tập á. Nè, đưa ra. Nè. Một. Giống y bài số 1. Hai. Không. Ba. Bốn. Nằm giống y số 1, ý con nó khác chỗ nào. Sáu này cũng vậy nữa, thấy nó áp lực cái huyết ở dưới chân nó lên đầu dữ lắm đó, phần đầu hơi giống lắm, phần sau nó mới khác. Này cũng giống phần một. Rồi bây giờ nó khác chỗ này, nó trong đẩy ra chứ không có bung ra nữa nè. Đó, nó đẩy ra vậy thôi. Một phía sau. Rồi vô phía trước. Ngửa ra. Đó. Rồi cái là xô hai bên. Nó không có bung ra nữa nè. Lên. Ôm đầu. Lên giống y về số 1, chỉ nó không có bung tròn ra thôi. Đó. Đó. Học ra phía sau. Đó. Được, xong lên vậy. Chỗ này khác là banh chân xỉa 3 lần. Một, hai, ba, hai lần, lần thứ ba mới giống lực phần một đó. Đó, bài số 3 nó giống bài số 1, chỉ khác cho đó đó. Đó, hôm nay nếu mà thuộc, Đúng nếu rồi. Thay vì mà cứ vậy thì mình đã xuống là mình bung bắt ra. Còn cái phần bài cái phần cuối của nó thì hai lần banh háng chỉ khác đó, nếu mà nắm được cái bài bài đó đấy không? tiếp bài 4 luôn nha, xong về làm lắc. Coi clip lại nha, số 4 nhẹ nè, số 4 nè, xuống đây thế nó cũng đứng vậy, từ số 3 đi là đứng chồm hổm hết á, đầu có nắm tay này thục nè, thấy không, xịt nước là liền.
Không, không, mình để tự động. Cái lúc là em có thể là em cứ thở bình thường, phải không nè? Nó có sao nè, nó có ba loại thở đâu mà. Cái nào anh thầy nó nói em lựa cái thở nào phù hợp cho mình nè, thầy không xịt cũng được nè, đó thấy không nè, chồm xuống vậy, Nè, đẩy lên một lần thôi. đẩy một hai lần nè, nó thục, nó gọi là thục đó, bực đó nè, bực thục rất mạnh, nó giống thục cái gì cả, giật lại cái này nè, mạnh lắm à, nghe tiếng kêu chưa. Một hai Một ra một lần kiểu một cái đây thôi. rồi, Lần cái hai thiệt cao giật vậy là nó rung hai cái gân cổ dữ lắm á, kéo cái tay xuống trộn thiệt xa nè, hai chân nhón thấy không, nó căng cái gân cổ dữ lắm. Xong là ba lần vậy, một hai lần hai nhón không, không cho hạ gót nó căng lắm, một hai lần thứ ba xong bây giờ mới hạ gót, hất lên vậy nè, hất lên một cái mạnh bung ra vậy, khép vô vậy, ấn sát xuống vậy đó, đứng vậy cứ đung đưa nó cho nó nhóm lại. sát gót, không cho bật gót lên, ép xuống vậy cho nó thông cái hai cái xương bánh chè sau, nó đẩy huyết lên đầu đó, lần hai ba lần vậy nè, cứ ép rồi khi em chống vậy ưỡn ra máu lên đầu dữ lắm, nó lên khỏi cái mình môn rồi đó. Đó lần thứ ba, rồi nhóm cao lắm, số 4 đó, số 1 xỉa, em tập phải từ 1 tới 4, để biết thêm bài nào không được bỏ khúc giữa, nó mới liên tục nó đẩy huyết lên đầu, khí huyết lên đầu. Đó là hết bài số 4. Nhớ nguyên tắc vậy nha. Khi tập á là khi mình quen rồi đó, khi mỗi lần mình thở là nhớ nhíu hậu môn. Đó là thêm cái bổ sung thêm cái đó, trước giờ không có nói. Là hít vô Khi mà nó cực, khi mà đó, khi mình thở ra nhíu một cái, nhíu một cũng cái. nhíu thầy. Hít vô cũng như nè, hít nhíu, thở đâu cũng nhíu, tức là nó đều dùng, tức là một cái ý em cũng muốn là khi mình nhíu hormone môn là nó đẩy khí huyết lên đầu đó, em muốn đẩy lên phải nhíu mạnh rồi để lên, mà người nữ của nam thì tập tới Là bạn đó nè, ví dụ thở nè có một từ ngữ lúc viết vào á thì con nghĩ nè nó sẽ thở ra nè, nhíu nè, nhíu thấy không, thả ra là thả, thả hồng môn thấy không, con thì còn để theo cơ thích lúc mà thở ra cũng nhíu. thở ra không thở ra không dưới nè, thích nhờ nhíu lên đầu phải không, là để tự nhiên đó, tất cả là vậy. Cái thứ nhất hít là nhíu, mà nhíu á để ý nha, cho có cái kỹ thuật khi mà cái đó là nó dính tới cái năng lượng của cơ thể người, của nam lẫn nữ. Người nữ á, người nam mà khi nhíu vô một cái á, thì tinh hoa người nam nó rút lên, mà cái dương quy đầu họ thụt vô, còn nữ á, cái tử cái âm đạo nó hóp lại, mình phải tự kiểm tra mà thấy nữ tự biết nó không hóp là chưa đủ khí, mà tới bài thứ năm cho đi là nó dính cứng luôn, nói vậy là hiểu rồi đó. Mấy cô nữ kia là tức là để cái gì đó nắm chắc chặt cho này, cái âm đạo nó bóp nó rút rút không ra thì thành công, lúc đó nó đem hết tinh lực nó đưa cái năng lượng mình đưa lại thì tất cả bệnh này mất hết. Mà thường tập từ bài thứ năm á đóng khít lại luôn, cứng ngắc, đàn ông là mất kêu luôn á, nói cho em biết cái bài này ghê lắm. Thành ra nếu mà người hít vô cái tập hoài thì nó cái đầu em phải có thiếu cái chỗ đó, hiểu không, dần dần thiếu nhíu hai chỗ, vừa nhíu cái hậu môn mà của đàn ông là rút
tinh hoa, còn nữ là khép âm đạo, ráng khép âm đạo lại thì sức khỏe sẽ tăng rất nhanh mà bệnh mau hết. Còn nếu mà tập tới lúc bài số 4, số 5 mà mình thấy mà không hóp được là chưa đạt, nó hóp vô là bệnh gì cũng mất, nguyên tắc là vậy. Và sau đó người nó nóng bừng lên, có thằng nó nóng cho là phải vô dội nước lạnh 12, một ngày mười mấy lần. Chạy chưa, nó chưa cái chương đó nó tác động tới cái chỗ đó, tại người ta tập lâu, còn mình mới tập có bốn bữa nó tập hai tháng sau rồi biết. Em tập ít quá là đâu có kết quả, người thường phải 300 lần trở lên mới gọi là hiệu quả chứ. Uống thuốc như 3 lần có 6 viên hết đi 300 viên. Nhưng mà phải kiên trì và phải tập nhiều lần. Tập đi, đứng đợi còn nhớ không hay quên giờ bắt đầu tập. Thì tự là tự em thường của mình từ 1. Từ 1 tới bài 4 luôn, tập tử lại. Cái tập từ từ đó. Nhớ cái này có nhíu hai chỗ nữa. Cái nhíu từ từ không được gấp, để thầy coi có thuộc không có nè. Tới bài số 3, số 4, số 5 là không có nhúng nữa rồi. Là nó nhón không. Rồi. Nhưng mà thường thường mình nhúng là mình có cái ý là nó truyền qua cột sống, nó lên ngay cái chỗ đầu mình, chứ không phải mình nhúng cho nó đau cái xương sống. Nhớ cái đó là kỹ thuật là mình. Giống như mình làm sao nó rung cái chỗ mình đang cần. Rồi tiếp cái tiếp này đó. Rồi. Đó. Cứ chậm chậm đừng nhanh. Nhanh là nó không có hẻ phê đâu. Nào thấy không vậy? Phật. Đó, ta vậy đó. Để nó tức là dứt từng phát một. Không có được liên tục rồi cứ làm ta. Rồi xong. Rồi bung ra thuộc nó giỏi đó. Bây giờ cái thanh niên nó học mau với mấy ông già, nó học một ngày nó chết rồi mấy ông luôn, học một tuần còn quen, con ông kia học hai tháng còn chưa tới hụt tới đây. Khó mấy ông già lắm, trẻ đỡ kìa. Rồi lên, rồi ra, rồi ra, rồi bung, rồi bọc xuống, rồi bài một rồi đó. Xong là coi 12, ráng xỉa là phía sau chứ không phải phía trước. Đó lúc xỉa nó ráng thoát cái kia, là chú em xỉa là sau á, là thoát càng mạnh cái kia nó càng tốt, ngửa ra không sợ đó, ngửa ra. Tại vì em ít khí em không dám xịt ra. Người có khí nhiều họ đầy quá xịt ra. Còn em nín lại nó nóng người hơn, không có thở ra nó nóng. Thầy yếu á. Rồi. Bài số 2, rồi bài số 3. Rồi bài số 2 đi. Rồi xoay, rồi. 1 2 xoay cổ. Và vẫn cùng. Rồi. Đổi về. Một, hai, vẫn cùng, ba, vẫn cùng, rồi, nhó hai chữ, rồi tiếp, đứng lên ngồi xuống ba lần, một, hai, ba. Rồi, xỉa. Tập tới từ bài 4, bài 5 là nó nóng, bắt đầu nó nóng dần người lên. Rồi. Hai tay nó ịnh lại chứ. Đúng rồi, cứ làm hết bài chưa? Bài mỗi bài phải làm gì cả. Mỗi lần xong mỗi bài phải làm vậy mới hết bài. Rồi xong bài số 3 làm được rồi. Còn nhớ thì giống y bài 1 chỉ nhón chân, nhớ vậy nhưng mà nó không được bung ra. Rồi xuống, nhỏ xuống đỡ rồi xuống rồi.
xuống được giường lát hồi nó rung chân luôn á, bởi vì càng mạnh là càng giỏi á. Rồi để không nó vô luôn vậy luôn, rồi bắt đầu tập đi, nó coi lát hồi cái chân nó chịu lâu không biết liền à. Đó, không có nhúng nữa. Ừ, xong đẩy hai bên, lát hồi nó ra mồ hôi cho nó nóng người lên các bạn. Đó, cũng giống kia rồi. Rồi giống y kia, lúc đầu nó giống nhau, chỉ lúc mà lúc nó bắt đầu nó banh tay banh chân nó mới nó trong số ra rồi thục. Nó bắt đầu thấy cái tay cái chân không nó run rồi, thiếu khí rồi đó, bật xuống rồi buông ra, rồi buông ra trước, rồi bây giờ thục vô trong buông ra chứ không vẫn đứng đỡ mỏi. Bởi vì khi em phải tính cái sức vừa vừa để chịu nguyên bài, em đứng vừa thôi, dần dần em mạnh em mới tăng lên. Còn thầy là đứng sắp sắp có thằng nó ngồi xuống tới đây luôn nè, mới thứ rồi ở trong luôn ra chứ không có vừa đó, rồi ra phía sau nó phải làm cái đó, cái hơi nóng nó mới nhiều, rồi rồi ra phía trước, rồi ở trong buông ra, nó trong buông ra rồi chui dưới nách chui lên, rồi trên tay trái ôm đầu cũng đẩy lên đó không. Mà cái cột sống em cứ tập đi, cột sống nó còn đổ ra trước, phải ngửa lại, phải đứng thẳng người một chút thì nó mới lên đầu được. Rồi cứ tiếp là xô ra, ra phía sau đó, rồi đứng thẳng lên, banh chân ra xỉa, chỉ sâu lại sau, ngửa ra đó, ngửa ra sau, ngửa lại. cái cái khúc nào xỉ một cái thôi. Không ngửa ra không, làm hai lần vậy cái xỉa đó, vẫn làm vậy, vẫn làm luôn xỉa cái nữa, ngửa ra à, rồi làm cúi xuống cái xỉa lần hai đó này. Cái khép cho luôn thầy. Không, hai lần đầu không khép chân, lần ba mới được khép chân đó, lần ba khép. Mỗi lần khép vậy lại thoát hậu môn, thoát rồi ngửa ra đó. Rồi xong qua bài bốn rồi, múa liên tục vậy đó tới bài bốn, thử ai nổi không đó, thở bình thường trong bài bốn nó cũng bệnh cũng xuống thấp ra đó, xuống vậy, xuống thấp cái người em nó hơi đổ vậy, em phải ngửa ra vậy, nó thẳng lưng chút cho nó xuống vừa bốn thục xuống vậy đó, ba lần vậy, mỗi lần thục xong cái chén xuống đất cả. Rồi phải đứng cái vừa cái sức mình thôi, nếu mình nếu mình đứng thấp quá chịu nổi tưởng vừa vừa dần dần xuống thấp, phải canh lượng cái sức mình tập mà đừng có chồm người, cuộc sống phải thẳng cũng đứng vậy thôi không nè. Bài bốn này vậy ha, cái đứng vừa nè, vừa ra vừa ra thu chân lại thấp người đó, còn người nó hơi nghiêng phía sau đó. Vẫn còn nghiêng nghiêng phía trước, vẫn còn nghiêng phía trước, lên chút xíu lên, ngửa ra sau nữa đó, vậy mới trúng. Thục đi, một thục lên cái, thục lên cái mạnh chứ thẳng tay luôn, rồi chém xuống cái đó là chân nhón hơi hơi nhón cái con, thấy không, nặng lắm á. Thục một cái nữa, thục một cái, thục một cái, chém một cái đó, lần thục cái nữa. Có những khi mình lướt ra là, tức là khi em thấy cái hít vô thì thoát thoát cái đó luôn đó, nó khi thở ra là thật để tự nhiên ba lần đó. Đó, rồi lần thứ ba kéo xuống như vậy thì hất lên, hất ngang lên ngang vai rồi, rồi bung nó ra, úp nó bung nó lại, kéo vô ngồi xuống sát xuống. Khoan, lúc này là hạ chân xuống luôn. Khi mà hất lên vậy là bung ra thì mới hạ chân xuống nè, thấy không nè, vẫn vẫn nhỏ phải không, bung ra phải không, rồi đứng thẳng lên đó, bành hãng đắp xuống, người phải ướng này đó, thấy thấy ngay cái thắt lưng nó căng lắm, ngay ba cái tam giác ở dưới đứng là mình hất hất cái mông người ta phía trước là đó cho nó giãn cho nó
vụ đó hơi độc nhiều lắm, nó đau đầu vậy đó. Xong này rồi để tay này, để vậy nhúc vậy, ấp lên vậy. Lúc này nhóm chân không thầy? Không, lúc hết rồi nhấc lên. Còn bấm tay để vậy luôn, buông ra. Em hơi chồn đấy, đừng có chồn, cái cuộc sống hơi yếu hay chồn trước đó. Nó kéo lên dậy ba lần bọc ra, mình bữa là sao một chút, cái cuộc sống anh hay chồn trước vẫn còn chồn mà, và kéo ra rồi không, có lúc là cứ ép, tức là giống như con cóc nó muốn nhảy vậy đó, chồn là cái hỏi lần nhảy ướt cái đầu ra một cái nè. Ồ, chỗ này ừ nè, hết nhịp đó. Rồi cái đứng lên, tầng cuối đứng nhón cao lên, thiệt cao lên, nhón chân lên luôn, thả xuống rồi xỉa hết bài. Đó là số 4 đó, mỗi lần phải múa từ 1 tới 4 múa trong vòng nửa tiếng, hai lần nó ra nó nóng người. Rồi làm 4, nhưng mà nhớ cái cuộc sống em vẫn chưa có thẳng cuộc sống. Cuộc sống là đứng như vậy không à? Phải đứng vậy nè. Đứng vậy phải xuống vậy nè. Rồi. Giờ tập lại số 4 nha, thầy đứng ngang cho thấy. Là đứng vô vậy phải không? Rồi ha. Cũng đó. Giơ tay rồi nè. Đó, xuống. Đó, xuống vừa sức mà thôi. Nhón luôn là cái cuộc sống. Vừa sao? Đó, vậy mới thẳng đó. Phải có cái tiếng hay có cái gì trong cái gương mình thấy thẳng là đó. Bây giờ nè, nếu cái tay mình giỏm á, phải nắm chặt vậy không cho nó xúc ra, còn giỏi thì nó để vậy không chị trang vậy nè, thôi. Cái lúc mày lên thì là thầy đây, cái dạ thở ra, thở ra chứ đó, anh ta thêm thở để cho mình học chứ không phải em theo nó đó. Chị em xuống rồi kéo lên lại thục cái nữa. Chính là mình hạ chân xuống à thầy. Yeah. Có lên. 1 2 chém. Kéo lên. 1 2 vũ thiệt thẳng tay lên nha. Chém. Lần thứ 3 là hất lên. Banh ra. Kéo từ vô. Hạ gót lại, ịnh xuống, đó, ráng ngồi về cho nó giãn cái thật, cái mình môn, tức là cái hình tam giác của mình, cái xương, cái khu bánh chè, cho nó, chỗ đó độc, chỗ nhiều lắm, rồi, cho nó đã, hồi nó hết đều, thục lên, 1, 2, 3, đúng rồi. 4. Rồi đứng lên luôn. Đó, thả gót xuống này. Xỉa là hết bài. Đó. Xuống buông lại. Không né. Khi mà em đưa lên cú lên là nhón lên cái rớt bịch đó, mà thầy làm êm, thầy em làm mạnh làm nhẹ nhẹ, tức là nó căng, nó làm coi là nó căng hết cái gân, nó thả nhẹ cục thì ứa lên là căng dữ lắm, căng hết tất cả, giảm thì căng xuống, nó thả nhẹ, nó rất tự nhiên. Đó là cái cách mà khi tập phải từ 1 tới 4 hãy học biết rồi, nó không được xé ngang nữa, hãy tập 1 phải tới 4 tự tập được không, hãy tay tự tập tự nhớ này, bung tay ra ngồi xuống bái Phật rồi thục, bung tay từ bung trên xuống nha, đó bước ra nhà sao nè, đó nó có thế nó mới đẹp.
rồi bắt đầu thục, bung tay ra đó, rồi xuống bái Phật trước, rồi thục bái nước của Phật, của Đạt Ma sư tổ mà. Bên Phật Phật giáo Phật Đạt Ma chế là bài này chữa bệnh. Một thẳng đạt rồi, nó vẫn còn lưng chưa thẳng, kệ, về nhà ráng sửa cái lưng cho thẳng. Một hai bung xuống, rồi giờ hất ngang lên, bụng xè ra hai bên đó, rồi đứng thẳng lên, kéo tay vô ngực, thỉnh xuống. Ừ, quên, làm lại. Lúc nó hất lên, nhìn thấy không? Thấy không? Rồi, xua co trong đại sĩ. Đó. Vậy thì khi em đứng vậy, em vừa hất lên vậy, nó vẫn còn thấp gối mà, banh ra vậy, kéo vô vậy thôi, kéo sửa cái gối lại để xuống, thôi, chứ không cần đứng thẳng lên. Thế nó cứ bắt buộc cái lưng phải thẳng, nó xuống, xuống thấp đó, ngửa ra phía sau vẫn còn nghiêng phía trước, đó vậy mới trúng. Một, hai, nó để cho cái cột sống máu nó theo cái đốc mạch nó lên đầu, rồi vẫn ngửa là sao bởi vậy đó. thục cái nữa đó, chém xuống rồi thục rồi chém xuống cái nữa, rồi để về hất lên cái rồi vẫn còn đứng vậy, rồi xòe hai tay banh hai bên đó, rồi kéo vô ngực ngồi xuống luôn đó vậy mới đúng. Mình hất làm cái nữa, hất lên cái, hất ngang ngực, hất cái tay lên ngăn được, cái bung ra làm vậy ba lần giống vậy đó, làm sao cho nó thấy nó rìm rìm, nó đau đau chỗ nào đọc không thấy, ngay cái thắt lưng mà ở cái hình tam giác, cái xương hình tam giác mình thấy nó nhức nhức là độc tố không, nó cản cái đường máu máu tốt mà nó lên đầu, nó đem cái độc tố ngay thắt lưng lên đầu đầu em nhức. Trong khi công nó giải thích vậy, nó không theo cái tay đi, là cái độc tố trên đầu em là do ở dưới nó đem lên đầu, nó đầu nó bị nhức giống như uống bia vậy. Không cho nó lên, xả thì tập thải ra xung lưng hết, không cho nó lên đầu, nó sạch thấy cái đó là nhức, cái đường máu đem lên đầu em hết nhức. Nó nhức là do những cái độc tố trong 12 tạng em nó nằm ở cuộc sống, nó đẩy hết lên đầu, không có xả ra được. Nó không hiểu tại sao bên em bị vậy, người ta là nó tự xả, thành ra em làm cho nó đau đau cái khu đó, đau càng nhiều mà lát hồi nó hết đau thì chỗ đau tức là máu nó động. Ịnh ưỡn ra coi đó, ịnh hai tay sát vô nó định như nè, nè đó, ngửa đầu lại đâu coi, thẳng hai cái chỗ ưỡn ra đó, thấy không, thấy ngay cái chỗ hai cái be này nè đó, ưỡn ra ngửa đầu. Rồi hơn nữa là tại vì em tập cái cuộc sống cứ nghiêng phía trước không, cái độc tố nó còn ngoài, tất cả cái động tác lúc nào nó đứng chồm như không à, từ cái vậy nè, tất cả động tác lúc nào thấy em thấy thầy thấy em lúc nào cũng vậy, thất bại thứ ba cũng đứng vậy luôn, chết, nên nó độc tố nó nằm dưới đất dưới lưng nó không lên đầu được, bài này thì được mà. Rồi ba lần tầm vậy, ba lần đó đang ngồi như cái hất lên vậy bung ra ba lần rồi phải không, xong đứng nhón lên luôn, cái lưng phải thẳng, nhón thiệt cao mà lưng phải thẳng, giống như chúng muốn té ra sau đó. Cái bài số 3 là cái lưng chưa thẳng, thành ra cái khí nó cứ nằm, cái chất độc nó nằm ở thắt lưng luôn. Cái gì bài năm luôn có được, do em thôi à, thực bởi vậy tin năm bài bài năm này nha. Coi clip thì không có sao hết, miễn sao em tập một lần năm bài cũng được, phải tập từ 1 tới 5 nha, nào số 1 cũng đứng từ 5 cho đi là đứng nhón hết nè, cũng đứng vậy thấy không nè, vừa tay giống bài số 4 rồi xuống đứng vậy cũng thấp luôn á, từ số 5 cho đi là đứng nhón chân suốt luôn, nhón xong ha, để hai tay sau đầu ép hai cùi chỏ đụng nhau 10 lần. Đó không được. Đó, không được thì phải dọn quá. Từ từ. Không có thì kéo sức cổ đi nó cầm. Có đem tay nhau không thầy?
nè mà đụng luôn. Cái gì đâu mà không không biết bây giờ để không không cần đan tay, để hai cái tay che úp cái lỗ tai lại coi, hai cái tay che lỗ tai xuống chỗ hai cái lỗ tai, bịt lỗ tai lại mới được bệnh đó, như vậy nó khí nó mới vô đọt ai và thì bịt lỗ tai á. Ờ thở yếu thở 10 cái rồi hai con chỏ đụng nhau nó căng cái mạch sao 10 cái nhỉ, cái chân phải đứng nhón ăn vàng không không 10 cái xong chưa đó, rồi xong đứng thẳng lên, bây giờ cái đầu xuống từ từ này thấy không, cứ nhấp nhấp khi là hai cái chỏ nó đụng được ống quyển mới xong, thì từ từ không có thì đụng trên này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 đó, cứ từ từ mới đầu chưa xuống cái lắc nhấp nhấp vậy để nó thông cái khí từ thắt lưng lên đến đầu, nó làm như nó cầm như mình cầm cái thằng mình vũ xuống nhà cho máu lên đầu, xong cái đứng lên ha, bắt đầu cái tay lòn sao cái này là ép nó lòn cái tay xuống nhà nè đó. Đè cái đầu vô đó, nó căng cái thượng xương sống này, thở ra đó, đúng rồi đó, rồi á gục cái đầu ráng đẩy cái đầu đi chui vô cái áo. Ừ, kéo cái đầu vô rồi xong đứng lên thả lỏng tự nhiên thoải mái thôi, ép càng sâu càng tốt, khoảng chừng 3-4 hơi thở thì đứng lắc cho cái cuộc sống nó mềm nè. Xong bây giờ nắm hai cái ngón cái với ngón trỏ kéo cung lực cong cái lưng lên thở ra đó, nắm kéo lên cong cái lưng thì cong lên, cái lưng cong vòng lên, trong chiều cánh cùng kéo thở ra, cho máu nó thông nguyên cuộc sống, ba lực cong thành cánh cung kéo cung sao định tay xuống con tới thì đây đó, xong khoanh tay cứ đẩy xuống 1, 2 cứ đắng cố đẩy xuống 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 xong đứng thẳng lên, bọc tay lại vậy, thẳng ngồi xuống, thẳng lưng lại, xô hai bên, không có được ngồi xếp xuống, hỏng giờ xô hai bên, xong ngoéo tay xuống vậy, đứng lên, hai tay xỉa xéo chỉ hai đầu như thế đó, trong bùng cái tay vẫn nhón chân, thả tay xuống nhẹ, xỉa xéo lên, xong xỉa ngửa ra, ụp vô, đó, rồi thu chân lại kéo xuống, rồi lại dơ lên nữa, cố cái gót vững chắc, kéo thiệt xa lên, nhón cao lên, đó, đứng vậy luôn. Con sáu dậy rồi thả xuống đó, hết bài số 5. Càng công cũng sống càng tốt đó, lặp lại lần nữa bài số 5. Số 4 thuộc phải không? Tập lại số 5. Nhớ chưa? 1 cho 4 cộng 2 số 5. Chưa? Nhớ để lát hồi tập. Nhưng mà chắc hồi cũng có bị nghẹt mũi, không thở được. Đó, tại yếu. Hơi mũi thì phải thở chậm, phải thở bằng cái hơi nóng, thở nhẹ. Đó, bằng cái hơi nóng đẩy ra. Chứ không có thở mạnh như tại em yếu bằng thở từ từ.
rất là hít vô chậm mà thở ra từ từ, cái hơi nóng hồi nó lan, không lấy hai tay chà ra này. Hồi nó nóng này là nó hết hai tay chà hai cái trống một rồi thở ra từ từ, tại vì yếu quá gặp hơi lạnh nó bị sụp mũi chán thì yếu quá cắt cũng lạnh. Cái thầy phải 16 độ bây giờ mà năm sao rồi phải nó từ bắt đầu làm rồi cũng giống giờ số 4 cũng quên cái ở cái nơi thép đó rồi rồi cũng phải thấp xuống, nó từ giờ số 5 là đứng dậy không thấp thấp không rồi rồi cái quơ lên vậy đó, nó đụng hai chỏ có 10 cái đó. Tại mới thầy thở to để mình hiểu biết cách thở thôi chứ lúc mình thở im re chứ thầy đó. Còn nếu thở im re đó anh nghe, sau đó đứng thẳng lên cúi đầu xuống đó, kéo làm sao cho cái cuộc sống nó mềm, cái chập dập xuống như vậy cho máu nó có chân con lật tiền nó không có thẳng được chân mà kéo lên xuống thầy hiểu không hết cho chân con bị dòng tiền hết thầy nó tiền chứ là tìm cứ từ từ thôi nhớ đó, cứ xuống từ từ đó đó, dán thả sát cái thắt lưng ở ngay cái hông mình, thả lỏng thả lỏng ra rồi mình dí cái đầu xuống đó cho nó giãn chỗ đó là cái máu tất cả cái máu độc trong cơ thể nó hay ứ đó. Người thường thì nó xả ra xuống chân, còn mình không xả lúc máu đi lên đem lên đầu bị nhức, cái đó mà xả hết là không bao giờ bị nhức đầu. Tất cả các bệnh đầu nhức đầu thống của Tây y là do chỗ đó mà nó không biết cách. Rồi cúi rồi lòn tay xuống dí cái đầu vô hả trong cái lòn tay lập xuống rồi có chưa lòn tay dưới háng trước đó, lòn tay trước ép rồi mới thả lỏng, thả lỏng xong bắn cung rồi thả lỏng thả lắc lắc xong rồi bắn cung, bắn cung ba cái gồng thịt cát lên thả ra khạc ra liền, khạc hết cái chất độc trong người đó. Nó căng lỗ máu nó thông cái cuộc sống kéo căng thì căng đó, xong rồi có chứ nhíu, lúc mình hít vô là nhíu kéo lên thả không không hít vô là nhíu thả ra rồi xong cái là ịnh cái thả xuống không tới là cứ dậy xong rồi để chỏ cung đá ịnh cái bụi chỏ xuống thay là ịnh xuống đặt sắt đất luôn nè thấy không đó, còn mình không có mình cứ từ từ đó, xong đứng thẳng lên chắp tay vô thu chân vô ngồi xuống rồi hồi chùm hổm nó làm cái chân cái háng mạnh lắm, cái háng mạnh nó mới đẩy độc xuống được đó, ngoéo này xuống đứng thẳng lên vẫn nhón chân xong chéo hai tay xỉa hai cái đầu mũi tay cho nên cho nó căng hai cái be này lên đó xong cái thả tay xuống xéo lên trời nhón cao lên xỉa hai như hình chữ X này. Xong xoay vô úp ngược ra hình chữ X tiếp bằng tay ngửa ra ngoài vẫn đứng nhón chân vậy đó. Xong úp hai bàn tay vô thả chân thu chân vô kéo xuống rồi làm lên là nhón cao lên đứng một hồi vũ thiệt xa xong thả xuống hết bài nó xịt rồi bước lên xong cũng chào cũng âm dương thả xuống đó. Tự ôm lại hôm nay là 3-4 năm có thuộc không về múa phải 1-5 bài số 5 là cái đầu mà còn nó thua mày luôn. Thầy mới nói với con á, là một động tác á, này là 3 lần, đúng không? Động tác nào? Ý là cái đó là khi là em làm nhiều, còn nhiều mới. Mà con chưa hiểu, là làm 3 lần rồi, là 3 lần rồi. Ờ tất cả. Nhưng mà đó cái khúc mà này này thầy, thì làm 3 lần mà làm như thế nào thầy? Thì cũng 3 lần cũng được nè. Nè 1 rồi để xuống 2 3 thì thôi. Đây này. Còn cái khúc này gì là sao thầy? Cái này thì căng là 9 lần. Đó. Tức là nhân bộ số nó lên. Nếu mà em khỏe. Còn thường thường á không nổi đâu. Em tập từ 1-5 tới 8 là nó gần được 4 1 tiếng là mới xong bài này.
tính một lần là con có dịch hết tầm 8 phút. Ừ. Bài 2 còn cái bài này mà hết nguyên bài này đó là 45 phút mới xong. Càng về sau càng càng khủng khiếp. Là mỗi một lần nữa đó. Là, và bây giờ em chỉ ráng, bởi vì tại hôm đó là tại vì về nhà em không có có thời gian có một thức một bài tập sao kệ ít quá, không đủ 30 phút thầy và biểu loát em tập nhiều lần lên cho đủ 30. Bây giờ lên bài này là em không một cái một lần cũng chết cha. Muốn từ 1 tới 5 là em mất hết nữa, gần 25 phút rồi. 25. Ừ, muốn từ 1 tới 5 thử nói không? Một cái một lần thôi, cứ muốn từ 1 tới 5 coi có bao nhiêu phút biết. Được. Tôi thường cái bàn tay chưa đúng, em phải xoay cái mũi tay nó vô cái ấn đường này nè. Chứ đề này không được đâu. Ừ, nó vậy đó. Nó cái cổ nó mới cong nhiều, không thôi làm thì cái cổ nó cong ra phía sau ít lắm. Nó không đủ độ cong để máu huyết lại lên đầu. Bởi vì cái ngửa ra vậy giống như uống nước vậy, thành ra cái cổ nó bị giống như cái cầm nó thẳng đứng lên trời vậy. Cái chân chưa bẻ thẳng lắm đó, vậy mới tụt cái canh cái chân để nó xoắn cuộc sống nhiều. Đó. Nếu càng xỉa ra sau càng tốt, còn lúc ngửa là ngửa, càng ngửa đầu ra sau càng tốt, mỗi là tăng dần đó. Cái cổ nó bị, cái xương cổ nó có 7 thấp, nó cong vòng đó. Rồi bài số 3 xuống thấp đó, xuống xong bài số 3 đó, quơ hai tay bột lên cái giống như khép chân lại, rồi co gối thấp một chút đó, có vừa sức lại đó, rồi có là tập rồi thẳng là đó tập đi, nó ta thẳng vậy nó mới khó đó chứ chồm chồm nó còn dễ. Rồi đẩy ra, múc lên, rút xuống, rồi gạt. Nghe nó rung rung ráng được, khi tập lâu nó hết rung là khí mạnh, còn khí yếu nó rung dữ lắm, từ từ giống như thun.
ọc xuống, rồi ọc ra để phải ngoài ở trong, rồi rút vô trong đẩy ra chứ không có bung nữa. Đó đẩy ra duỗi xuống rồi đẩy phải trong phải ngoài, rồi co vô nách xỉa lên trời, co vô nách xỉa lên trời, ôm đầu thì trái xô lên, rồi xô thì trái ra, xô thì trái ngược ra, rồi thu tay vô xỉa xô ra đó, bọc rồi thả gót đứng lên, chắp tay lại, rồi cũng mở, đang mở mở chân xỉa xỉa đó, xỉa thì sau hai lần như vậy, mở chân xỉa hai lần, lần thứ ba giống như bài một, ngửa đầu ra đó. Rồi ngửa, ngửa sau đó, rồi lần, rồi xỉa lần thứ ba mới thu chân, rồi thu chân vô, ngửa ra đó, ngửa cổ uống nước lần nữa, đó là bài thiền rồi. Rồi âm dương hết bài ba đó, thả xuống rồi hết bài ba, vô bài bốn thục, bài bốn nó gọi là bài thục, cũng giơ hai tay lên rồi hạ thấp người xuống nhón chân đó, giờ thục, thục đó, thẳng ở đó thục đi, một thẳng tay ra, hai đó chém xuống, kéo thẳng xuống, chộp xuống đó, rồi rồi đứng lại lại đó, rồi thục tiếp, một hai chém lần hai, rồi thục lại, một hai chém lần ba, rồi hất lên, hất ngang ngực và banh ra tay, hai tay nó chồm quá là ngửa là sao hình xuống, bắt đầu nó chồm ra phía sau nhiều, nó cứ ép vậy này. Rồi hất lên một cái là xè ra, nhớ giữ cột sống thẳng, hất lên một cái kéo đây là chẳng hướng ra sau, rồi bung hai tay hai bên này, rồi ngửa ra sau, rồi ấn xuống đó. Đó rồi hất lên cái, rồi banh ra, banh hai tay ra, ấn xuống cái nữa, rồi xuống sau nhón đứng lên luôn, hai tay bái Phật đứng nhón cao vậy đó, để vậy đứng lên, nhón đứng lên, rồi đứng thẳng lên đó, nhón cao lên đó, đứng luôn cho nó thoải mái cái lưng, rồi thả gót xuống xỉa đó. Hết bài bốn, xong thu chân vô rồi bái thiền, rồi thu chân vô nữa nè, xong bên nào rồi xong, rồi qua bài năm cũng thấp xuống xả xuống, rồi bài năm cũng giống bài bốn, co vô cũng bái Phật mà ở tư thế mà nhón chân, hạ chân nhận rồi cái chân xuống sắp chung chút nữa đó, rồi bắt đầu khép hai tay đó, làm chừng 10 cái vậy. Xong được, cứ đứng thẳng lên là ép đầu xuống 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 háng, xong đứng thẳng lên rồi hai tay banh ra, dồn cái đầu xuống, không lúc mình nhận cúi xuống là cái để vậy đó, ép xuống đó thẳng cái chân ra, rồi cứ thẳng đè cái đầu xuống, sao nó càng xuống sát xuống, dần dần cái tay về sau, dần dần cái tay nó đụng luôn ống quyển là cái lưng nó giãn ra đó, vậy làm chục chục cái vậy. Mười mấy cái, khi nào thấy hai cái nhượng chân nó căng lắm, sao nó mềm cho nó ra, rồi bắt đầu đó lòn tay vô hai gối, ép cái đầu chui vô hai cái con gối thẳng đó, cực đẹp vô, xong đứng lên thả lỏng, lắc lắc cuộc sống cho nó êm, đứng lên lắc lắc trước rồi cái rồi
nát trước rồi mới bắn cung, bắn cung trước rồi bắn cung ba lần, kéo thiệt căng, cong cái lưng thiệt là giống cái lưng mình làm cái là một đường cong, cong nó lên căng cái hai giờ hai cái tay rồi ba lần nha, cho máu nó thông từ cái thắt lưng lên đỉnh đầu ba lần vậy xong rồi mới ịnh hai tay xuống đất, hai tay trước ờ đó đó dựng đường đó là thấy không, xong bắt đầu ịnh chỏ xuống đất, ịnh chỏ có nhiều cuộc sống nó chưa có giãn thì máu huyết lên đầu ít quá mà giãn lên hết 100% liền làm sao thiếu máu não, rồi chấp tay rồi ngồi xuống đó, ngồi xuống đó rồi xô hai đầu, méo hai tay xuống, vẫn nhón vậy, méo tay xuống. Xong mới đứng lên vẫn nhón luôn, xong kéo lên hai đầu, xỉa hai đầu xa ra rồi bung xuống dưới hông là khép lên hình chữ X, mở tay mở ra vậy đó. Vẫn nhón luôn, xong rồi vẫn nhón vậy, thu vô nách, xỉa ngửa bàn tay ra ngoài đó, nhón cao lên, vẫn nhón vậy, xong rồi chụp hai tay lại rồi mới thu chân lại, để tay xuống rồi là nhón cái quên cái nữa lên kia nữa mới hết bài, rồi quơ lên cái nhón lên đó, thì lúc nào kéo tay thiệt xa cho nó thẳng cuộc sống lại, xong kéo tay xuống gặp hết bài xỉa 40 đó, từ 1 tới 5 em múa hết 12 phút đó, ở nhà này múa 3 lần là hết bài là hết nửa tiếng đó, là đánh 3 lần hết nửa tiếng đó, mới tới bài số 5 là 12 phút rồi đó. Múa liên